Thưa quý vị, những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, liên tục được cảnh báo. Đáng báo động, một màn mỏng bụi mù như là sương dày đặc bao trùm cả thành phố, ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt và đe dọa sức khỏe của người dân. Và từ giữa tháng 9 đến nay, chất lượng không khí của Hà Nội ngày càng xấu hơn, lên đến ngưỡng nguy hại cho sức khỏe con người. Vâng, nhiều gia đình đã phải hạn chế việc cho con ra ngoài trời vì sợ ô nhiễm. Nhiều trường học thì cất luôn các tiết học ngoại khóa của học sinh, trong khi các mặt hàng như khẩu trang, máy lọc không khí bán chạy chưa từng thấy. Rõ ràng, tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đặc biệt là vào tối, đêm và sáng sớm, đang khiến cho người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Ghi nhận của phóng viên Chào Buổi Tối. Chất lượng không khí của Hà Nội thời gian gần đây liên tục ở mức xấu và kém. Thậm chí theo số liệu của Evisual, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, có những thời điểm chỉ số AQI lên tới hơn 300, rất nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và nhóm người nhạy cảm. Chính vì thế, người dân vô cùng lo lắng, có lẽ khẩu trang vẫn là vật dụng không thể thiếu mỗi lần đi ra ngoài đường. Không phải Sapa, cũng không phải ở một xứ sở sương mù nào đó, mà đây là khung cảnh Hà Nội vào sáng 1 tháng 10. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc với người dân thủ đô trong nhiều ngày qua, khi bầu trời lúc nào cũng được bao phủ một lớp mờ giống như sương mù. Nhưng mà đây cũng là bị chất bụi nhiều hơn là sương mù. Sáng ngày ra thì nó có sương mù, sương rơi xuống thì mọi người dân người ta cũng chấp nhận đấy là không khí của thời tiết. Thế nhưng mà đây là cũng bị ảnh hưởng là do ô nhiễm môi trường. Theo trang quan trắc và tổng hợp dữ liệu về không khí Evisual, chỉ số AQI vào lúc 5 giờ sáng nay là 317, cao gần gấp 3 lần so với ngày không khí sạch nhất. Còn tại trang cập nhật AQI thời gian thực PAME, chỉ số này ghi nhận cũng ở mức rất cao, trên 150 ở tất cả các điểm. Chính vì thế, những công viên xanh luôn là lựa chọn hàng đầu đối với mỗi người vào mỗi buổi sáng chiều. Tuy nhiên, theo các cơ quan chuyên môn, điểm đặc biệt của đợt ô nhiễm không khí này là ô nhiễm nghiêm trọng nhất vào đêm, sáng sớm và chiều tối. Cô thì bây giờ kiểu cũng có tuổi rồi, hay ra công viên ấy để tập thể dục ấy, thì trước cô thấy không khí của công viên rất là trong lành, nhưng mà gần đây thì nó cũng bị ô nhiễm. Bây giờ tất cả mọi người đều ở công viên là chính, cho nên là những cái công viên bây giờ mà không khí nó bị ấy quá, mọi người ra đây tìm cái không khí nhưng mà không khí nó bị ô nhiễm. Không khí Hà Nội nó đang hơi nặng nề, da nó hơi khó chịu, nó khó chịu. Mình phải, đôi khi mình phải thở, hít theo cái kiểu như là mình đi tập thể dục. Cũng theo nhận định của các chuyên gia, không khí Hà Nội sẽ vẫn duy trì ở mức kém trong thời gian tới, và phải chờ tới khi nào có các đợt không khí lạnh, gió mùa đông bắc thì chất lượng mới được cải thiện. Yếu tố khí hậu, thời tiết nó không thuận cho cái việc khuếch tán không khí lên. Thế thành ra là chúng ta có thể tưởng tượng, tức là những cái khối không khí đấy nó không khuếch tán lên được cao, không khuếch tán ra được mạng diện rộng, thành ra là nó cứ quanh quẩn ở đấy. Như vậy thì là cái nồng độ nó luôn luôn cao lại ở trong đấy, khi mà cao như vậy thì nó các cái phản ứng hóa học nó lại xảy ra nữa, thế thành ra nó lại làm càng cao. Như vậy là khi vừa rồi thì ta thấy rằng là một số là do là cái yếu tố khí hậu. Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến cáo để tự phòng tránh, người dân cần trang bị những kiến thức về môi trường, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông. Thay vì đi ô tô, xe máy, có thể thay thế bằng xe đạp hoặc đi bộ. Tắt các thiết bị điện không cần thiết, đặc biệt là sử dụng điều hòa. Hạn chế đi ra ngoài vào thời điểm chất lượng không khí xuống thấp, nhất là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ có thai, người mắc các bệnh hô hấp. Thưa quý vị, giữa những ngày Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng, trên các trang mạng xã hội tràn ngập thông tin, chia sẻ các chỉ số không khí ghi nhận được trên các ứng dụng như là Evisual hay là PAME. Và điều này cho thấy nhu cầu thông tin của người dân là khá cao. Vâng, tuy nhiên ở chiều ngược lại cũng có những ý kiến cho rằng thông tin từ những trang này không chính xác. Hà Nội có ô nhiễm nhưng không đến mức ô nhiễm không khí nhất thế giới. Sự nhiễu loạn thông tin này khiến cho người dân lại thêm một lần nữa hoang mang, không biết tin vào ai. Câu hỏi được đặt ra là nếu muốn biết không khí mình đang hít thở, đang trong lành hay là ô nhiễm thì người dân Hà Nội sẽ phải trông cậy vào đâu? Tại sao các thông tin từ các tổ chức quan trắc độc lập lại được biết đến nhiều hơn là các kết quả quan trắc từ cơ quan quản lý nhà nước? Vâng, và một phần câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Và thưa quý vị, nội dung này cũng sẽ khép lại chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
eVisual và PaMe hiện là hai ứng dụng được người dân sử dụng nhiều nhất để theo dõi chất lượng không khí của Hà Nội. Với việc cập nhật theo dõi thời gian thực trên nhiều địa điểm, các ứng dụng giúp người dân theo dõi được tình trạng không khí và các giải pháp phòng tránh thích hợp. Nhưng chính kênh thông tin được coi là tiện lợi và thông dụng nhất này lại được cho là thiếu độ tin cậy. Ngoài các hệ thống theo dõi chỉ số an toàn không khí thủ đô của các đơn vị độc lập, hiện Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý một trạm quan trắc cố định đặt tại đường Nguyễn Văn Cử, Long Biên, được kết nối dữ liệu với hệ thống quan trắc của Hà Nội. Chỉ số đang trên cổng thông tin của Tổng cục, Chi cục Môi trường Hà Nội, cơ quan quản lý chất lượng môi trường thủ đô cho biết, hiện đang quản lý 11 trạm quan trắc môi trường tự động, 2 trạm cố định đặt tại phố Trung Yên 3 và phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, quan trắc 6 thông số ô nhiễm. 9 trạm còn lại lắp đặt tại khu vực Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Kim Liên, Mỹ Đình, Phạm Văn Đồng, Thành Công, Tân Mai, Tây Mỗ và Đại sứ quán Pháp, quan trắc 4 thông số ô nhiễm và thông số khí tượng. Đây chủ yếu là các trạm quan trắc nhỏ sử dụng pin năng lượng mặt trời. Hệ thống quan trắc của Hà Nội thu mẫu khí và phân tích chỉ số định kỳ 5 phút một lần, gửi dữ liệu về trung tâm điều hành của Sở Tài nguyên và Môi trường và công khai trên cổng thông tin có tên miền môi trường thủ đô.vn. Hiện nay Hà Nội duy nhất là đang có 10 trạm quan trắc không khí mà đã được hoạt động ổn định từ 2017. Trong đó thì chúng ta phải nói Hà Nội duy nhất đang có 3 trạm quan trắc không khí cố định đạt quy chuẩn, các tiêu chuẩn về chất lượng không khí, 3 trạm quan trắc cố định. Ngoài ra đối với các cái eVisual hay là PaMe thì chúng tôi mới nói lại đây là các trạm quan trắc cảm biến được đưa ra để đo, để khuyến cáo đánh giá nhanh. Các chuyên gia cho rằng chỉ số môi trường không khí AQI chỉ phản ánh hiện trạng ở khu vực xung quanh địa điểm đó và tại thời điểm công bố dữ liệu. Do đó, với số lượng các trạm quan trắc mà cơ quan quản lý môi trường đã lắp đặt thì quá mỏng so với nhu cầu thông tin của người dân. Tôi thấy rằng là đối với lại Hà Nội với lại cái như số trạm như thế là quá ít. Mặc dù đã cố gắng nhưng mà là quá ít. Theo ý kiến của tôi thì Hà Nội ít tối thiểu phải có cái 10 trạm quan trắc không khí tự động như vậy, cộng với lại các cái trạm tự động về khí tượng. Thế thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh đầy đủ, tương đối đầy đủ về cái chất lượng không khí cũng như có thể dự báo được cho những ngày tới. Theo giới chuyên gia, chính thông tin từ các trạm quan trắc mới là cơ sở để Hà Nội đánh giá chính xác về thực trạng ô nhiễm, từ đó có thể đưa ra các giải pháp quản lý nguồn thải. Khi các nguồn thải được quản lý một cách hiệu quả, câu chuyện ô nhiễm của thủ đô mới có thể tìm được lời giải hữu hiệu.